lại của nó vào phút que và đục vào và xem lại nhìn xong cái phút xong thế. Chưa đục được, chỉ cảm giác thôi. Thì cả chỗ chỗ này nhẹ, ông bảo chỉnh quá không. Ôi rồi ông đi vào ông đi gì? Ông xem một tí lâu lắm rồi, nó quay cho chán được rồi ạ. Đẩy nhá. Tôi nói các anh này, cái lớp trẻ của anh ấy con là thằng nào chịu chơi tôi vui lắm. Thằng nào mà đéo chịu chơi tôi lom dom là tôi ghét lắm. Cháu cứ xin phép cháu quay lại tí tư liệu thôi nhé. Bởi vì vừa nãy nó ủ cái vải nên cháu không nhìn thấy. Bây giờ vạch ra thì bất ngờ quá. Đáng sợ chưa? Rồi. Cái quan trọng nhất là cái ý tưởng. Đúng ạ. Cái thứ hai là cái kỹ thuật của chú. Đúng, cháu nhìn chưa chỗ nào có. Chưa chỗ nào có. Dám nghĩ dám làm. Chưa chỗ nào có. Chưa chỗ nào có. Nhìn chú vật những cái phôi mà chú đục thì chưa ai làm được. Nhưng những người cháu đã từng gặp thì chưa ai làm được. Cháu nó lạ đây. Người ta gần như người ta không có cái ý tưởng tốt. Người ta làm theo cái cũ. Toàn bản của tôi ba lăng nhắng. Nó dám sáng tạo đâu. Vật những cái phôi này là chắc không dám đâu. Những cái phôi như chú đục kia thì chắc còn lâu mới dám sáng tạo. Chưa ai dám. Chưa ai nghĩ ra đấy, không phải là dám. Các bác, chú phép là đến thăm vườn của chú Châu với Triều Khúc. Sang nói chuyện thôi nhưng mà thấy không đừng được thì lại xin phép quay lại một chút. Một số cái cây chú đang làm những cái phôi rất quý. Cái giá trị ở đây là gì? Là cây quý, gặp quý nhân, gặp người biết làm. Chú ý ai đến, thậm chí chỉ một lần đầu tiên như tôi hôm nay đến lần đầu tiên thì nhìn thấy ngay cái đường nét, cái lối làm cây khác biệt. Cái thứ hai là dám làm, có ý tưởng rất tốt. Và cái thứ ba nữa là kỹ thuật cực kỳ cao, kỹ thuật đục, kỹ thuật làm đá. Cái ý tưởng chú thường là chú vẽ hết ra, nó rất là đẹp chứ không mông lung như là các anh em khác. Ví dụ như cái cây phôi này này đang vừa nãy đang ủ cái vải này cho nó ẩm thì về mới làm đá xong thì ngồi ở đây uống nước chỉ nhìn thấy cái phần trên này không ai biết đấy, thì gỡ ra thì thấy đúng là một ý tưởng táo bạo. Đây các bác nhìn hòn đá. Đấy các bác nhìn những cái đường đục của chú bóc chứ không có mông lung như anh em lùa đục vào vẽ và lùa đục vào. Tất nhiên tôi không chê ai nhưng mà ý là chú là người làm khác biệt và chú làm được, ai đi qua cũng phải nể đấy các bác. Đấy các bác nhìn luôn nét đục này đâu có phải là một ngày hai ngày làm xong đâu. Rất mình là cho ra làm đá rất kỹ. Chắc không có đâu. Đấy, các bác nhìn. Đây là một cái cây mà chú Huy đang làm. Chú đang làm.
Xin phép để đi. Cháu ra xem mấy cây kia tí chú nhá. Hôm nay thì không có nó là cái duyên sang ông bác ông anh chơi thì ông anh dẫn sang nhà chú Châu. Đây, cây đa thì một cây đa rất hiếm. Rồi tôi sẽ hẹn các bác một cái buổi khác sang đàng hoàng mà có xin phép chú đàng hoàng quay và có hình của chú, và nếu được thì xin số của chú để giới thiệu với anh em. Nhưng hôm nay xin phép chỉ là một cái phương duyên sang thôi. Đây, một cái cây đa, các bác nhìn cái lối làm đá là thấy sự khác rồi đúng không? Alo, đi nấu đi, đang đi chơi thì đã chưa về được. Có thay đổi tí cứ nấu đi nhá, biết thế nhá. Cứ nấu đi nhá nhá nhá. Đấy, xin lỗi các bác, có điện thoại đang quay cây đa thì về cái nhìn đầu tiên các bác là thấy một cái cây đa rất là già rồi, rất già, rễ nó trắng thì cái này nó khỏi bàn. Nhưng cái thứ hai là cái bố cục, cái cách làm đá nó khác, nó lạ đúng không các bác? Nhìn lạ mắt, đầu tiên là cái lạ mắt là chưa thấy chỗ nào có. Cái thứ hai là cái kỹ thuật làm, cái ý tưởng ấy các bác. Lạ là do ý tưởng, và thứ hai là thực hiện cái ý tưởng hay không thì là cái kỹ thuật. Thì cho qua trao đổi của chú thì toàn bộ cái cây ghép đá, không chỉ riêng cây này, thì chú thường làm rỗng của chồng các bác nhé. Các bác nhìn thấy khối đá rất là lớn này, nhưng mà ở bên trong rỗng, tức là chú định hình một cái khung cái viên đá này, xong rồi chú đắp rỗng, đắp xi và có lưới sắt ở trong ấy, đắp rỗng xong rồi mới ghép đá vào, ghép những viên đá này vào, chèn vào rễ, và có những cái kỹ thuật rất tinh xảo. Đấy là về ghép đá. Thì các bác nhìn trong này nó rỗng, cho nên nhìn rất đồ sộ, nhưng mà cây rất khỏe nhé. Đặc biệt rất khỏe, chú bơm nước vào đây nhé, đầy nước ở trong này, cây rất mát, rất khỏe. Và nó là một cách tôi chưa gặp ở đâu có, nó rất khoa học mà chưa ai có, chưa ai làm. Nó mát cây, khỏe cây, mà cây rất nhẹ, nhìn rất hầm hố này, nhưng mà cây rất nhẹ, xếp rễ vào đá. Đấy các bác nhìn, đấy là cách làm đá của chú Châu, hoặc là những cái cây của chú Châu, cách làm đá của những cái cây của chú Châu. Đấy các bác nhìn, bơm nước vào đây rất mát nhé, cây rất mát. Chú thường gắn đá thấm thủy, cây nào tôi để ý thấy cũng đều có đá thấm thủy gắn vào. Tất nhiên vẫn có những cái viên đá xanh, nhưng mà đá thấm thủy thì dưỡng cây rất tốt. Các bác nhìn, không đơn giản những cái cây ghép đá mà nó lại xanh tốt như này, và cây rất nhẹ nhé. Đây là cái cây đa, và cái ý tưởng ghép thì rất là lạ lùng rồi. Cái kỹ thuật, cái lối ghép thì kỹ thuật tinh xảo thì không nói rồi, nhưng cái ý tưởng rất là lạ lùng, rất lạ lùng, rất lạ lùng. Đấy, một trong những cây đa rất quý của Việt Nam, chứ không phải là chỉ riêng khu vực miền Bắc, theo đánh giá của tôi ấy. Chứ còn các bác thì cứ có dịp thì cứ tham khảo. Đây là một cái cây xanh chú ý làm đá, cũng với cái ý tưởng như vậy, vẫn còn đá thấm thủy và viên đá nhìn rất đồ sộ, nhưng rỗng, rỗng trong các bác nhé, rỗng ở trong thì nó còn đang nuôi, đang dưỡng, nên các bác nhìn thì có thể lên hình hơi khó, nhưng mà ra trực tiếp xem ấy, thì các bác thấy là gần như không ai có, gần như không ai làm cái, không ai nghĩ ra cách làm đá này. Đấy, cái rễ này chú đang thả nuôi ở dưới đất, các bác có nhìn thấy nó, cái rễ nó phóng thẳng xuống đất nuôi lên. Thì đến đây là chú trao đổi luôn cái cách làm đá của chú, thì tôi cũng không tôi thực tế là tôi muốn có một cái buổi đàng hoàng để sang quay phim, nhưng mà không đừng được cái mạch cảm xúc thì phải quay luôn. Đấy, các bác ạ, sẽ
quay một số cái tác phẩm mà cái cách làm đá của chú Châu. Cách làm đá của chú Châu. Đấy, các bác nhìn cái cây nó rất là kỳ dị. Rất là kỳ dị. Đấy là ba cái cây mà tôi quay ấy, từ nãy giờ là giới thiệu sơ bộ về cách làm đá của chú Châu. Phong cách làm đá và kỹ thuật sơ bộ thôi, chứ muốn sâu thì cần phải đến thật nhiều, đến xuống thật nhiều. Cái quan trọng nhất là chú luôn sáng tạo những cái mới, không lập khuôn. Những cây của chú rất lạ, chú mua về mà chủ cũ không nhận ra những cây đã từng là của mình, và phải trầm trồ là nó đẹp, đẹp hơn rất nhiều. Các bác nhìn cái này hơi khó đúng không? Bởi vì là, nhưng mà thực tế cái đường chuyển nó này khó lắm. Đấy, và trồng xuống những cây như thế này thì hoàn thiện thì nó kinh điển lắm, kinh điển lắm các bạn. Đây, toàn bộ là đá rỗng ruột nha các bác nhé, nhưng mà nhìn rất là đồ sộ, nhưng mà rất nhẹ và mát cây. Đấy, cây này có những cái đường chuyển kinh điển luôn, nhưng mà nó thực tế là không nhìn thấy được vì là đang nuôi thả. Cây này là thực tế là một cây hoàn thiện từ xưa ấy chứ, bác nhìn cái ngọn là các bác biết. Để tôi sang xem một cái cây phôi, đấy là cái lối làm đá. Cái thứ hai là cái phong cách đục, cái lối lùa đục vào. Các bác nhìn, à đấy, trao đổi với các bác một chút là cái cách nuôi phôi của chú, nuôi những cái cút. Chú ấy thắt dây này để cho nó béo chỗ này ra này. Đấy, thắt dây thì lại to nhanh hơn đấy các bác. Nhưng mà cái cút này phải nuôi to khỏe. Đấy, thì sơ bộ thì nhiều kỹ thuật lắm, còn phải học nhiều. Thì cái đấy thì ta bàn sau. Cái thứ hai là cái tôi muốn nói cái nước đục, cái đường đục. Các bác nhìn thì nó rất là khó tả, nhưng mà chú về chú lùa đục cái này thì tôi cũng không bao giờ tôi nghĩ ra được. Và tôi dám khẳng định là nhiều anh chị em nghệ nhân cũng không nghĩ ra được cái cạnh này. Tất nhiên mỗi người có một phong cách, nhưng mà nhìn thấy như thế này thì đúng là mình chưa bao giờ mình nghĩ ra mình dám làm như vậy. Mình dám bật một cái phôi tiền trăm nó ra như vậy. Đấy, thì các bác nhìn này, toàn bộ chú đục này. Theo ý của chú là nó có những cái mảng sáng, mảng tối để tạo chiều sâu cho cây ấy. Chứ không phải đơn thuần chỉ là đục để tạo sẹo, mà đục để tạo ra những cái khe sáng, khe hở, chứ không phải để mong muốn nó múp lại. Các bác nhé. Đấy, thì cây nó rất là dị, kỳ dị. Kết hợp với kỹ thuật chăm dưỡng cây nữa thì rất là khỏe. Các bác xem cái cây bên kia thì sẽ dễ hơn. Cây bên này, ví dụ cây bên này. Những cây hoàn thiện thì tôi tạm thời tôi chưa quay. Tôi chỉ quay những cái nét khác lạ của chú trong cái video lần này. Đây, ví dụ như cây này. Các bác nhìn, không biết các bác có nhìn rõ không, nhưng mà đây. Một cây mà tôi muốn giới thiệu cho bác cái đường đục. Cái đường đục nó đã mím mím về đây. Thì toàn thân chú nhá, các bác nhá, chuối đục nhá, bắt đầu từ chân vệ nhá. Những cái đường đục rất là mịn. Lùa đục, các bác bảo lùa đục thì lùa đục được một cái lỗ như thế này chạy dài dọc thân lên ấy. Đâu có đơn giản, đâu có phải là một ngày là xong được. Rất nhiều ngày, và đâu phải một lúc là xong. Có ý tưởng trong đầu rồi, và có kỹ thuật, có đồ nữa các bác. Thì đâu dễ các bác hình dung được, các bác lùa cái đục vào đây mà bóc được những cái cục này nó ra thì nó cả một khối gỗ, móc tóc từng tí một thì đâu có đơn giản mà có ngay được. Đấy, quan trọng là người ta có ý tưởng và người ta làm được. Không ai có. Một cái cây phôi thì rất kinh điển. Các bác nhìn cái này chắc khó nhìn lắm, nhưng mà đến mục sửa thị thì các bác sẽ thấy nó thực tế là nó rất là ngưỡng mộ các bác, ngưỡng mộ về ý tưởng, ngưỡng mộ về cách làm, kỹ thuật. Chú Châu kia kìa, hôm nay chú ấy mặc quần áo lao động, chứ thực tế chú ấy một ngoại ngày thường chú ấy ăn mặc thì các bác không nhận ra đâu, rất là sạch sẽ, rất là phong cách các bạn. Đấy,
thì cái chuyện đấy là cái chuyện khác. Cái chuyện về chú có cái lợi thế là chú cái mỹ thuật của chú tốt, chú vẽ được phác thảo mà chú làm có ý tưởng sẵn rồi, chứ không mung lung đấy. Thứ ra là chú ấy dám làm và biết làm, đấy là cái điều tôi muốn nói ở trong cái video này về chú. Bây giờ tôi sẽ quay một cây hoàn thiện để các bác xem cho đỡ cho dễ chịu nha. Là những cái phôi kia thì hơi khó quay. Đây, ví dụ một cái cây này đi. Đến đây thực tế tôi cũng không biết phải nói gì nhiều, bởi vì là mình không làm được, mình chưa làm được, hiện tại thì không làm được. Đấy, về phôi, về cây, chưa thể có cây nào có tầm cỡ. Về kỹ thuật, về ý tưởng gần như là không thể, chưa thể theo tục chú. Có thể theo học thì nhiều năm tháng. Các bạn ạ, tôi sẽ quay mặt sau của cái cây này. Đấy, ok rồi. Các bác dễ hình dung nhất là cái cây phôi đầu tiên tôi quay, vừa có kỹ thuật đục, vừa có kỹ thuật làm đá. Đấy, sơ bộ là vườn chú Châu đây, vườn rất nhiều, sẽ hình gấp lại các bác ở một kỹ thuật khác nha các bác nhé. Rồi, xin chào các bác, để tôi vào tôi nói chuyện với chú một chút.